Rồi. Ê giời, anh là con ma chị kè. Đêm đêm em ngủ, em cây anh ngồi bờ trong. Vậy trời ơi, năm xị này chứ. Đó, năm xị nha cả nhà. Trời đây kiên đá, em ở gành con ma chị kè. Chừng chừng đã đến rồi, buồn hòa sắp lời. Chân theo bình minh rồi. Hát sung sung đi Tết nhất mà lấy tiền mà hát buồn gì. Mẹ Nam mắt sáng quá. Vô vô. Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Về cành đô em may áo cưới. Nghe tin con mắt mài còn xanh. Kêu đời kêu mình kêu rồi. Xin em đừng ra bận đó qua. Đến có tên ca. Mẹ Việt Nam sao ngồi bắt chơi. Tiền đi tạo. Trời ơi, hát đừng hết bản. Ôi đủ má mẹ hết rồi. Lộn hết thôi khỏi đưa đi. Hôm chia tay chiều chú nhận. Lộn lại chia tay. Anh bao dặn cần sao anh đến. Hai một nụ hoa. Chồng mày đi kìa. Xinh xinh màu tim tim. Bán còn hai mấy tuần mua. Ôi giờ chứt giờ. Một là chứt lấy 500. Hai là chứt con mua hết chứt kiểu nào. Lấy 500. Ủa còn chỉ số sao. Số bán. Ôi chỉ số phát từ thiện đi. Du lấy 500 rồi chỉ số phát từ thiện chịu không. Đây đâu còn đâu có ai bán gì đâu còn. Yeah. Con cơm tắm mà. Trời ơi. Tắm của anh nhà ta mua cho nó. Con trường ngon. Ngồi lấy con trường đi mua cho. Mua nhà ta mua đâu. Đó rồi cơm tắm cơm trường thì trả này kia đồ có. Mắt ở nhà. Ừ, hồi đêm 30-40 hồi cai chức gãi giết ra máu luôn cả nhà ơi. Nè cai chức ra máu nha cả nhà ơi. Đừng có gãi quá. Nó đừng có gãi rồi. Trời ơi cai chức giờ sậm đen hết luôn. Chức lấy tiền nhiều quá nên cai chức sậm hết rồi cả nhà ơi. Trời ơi 550 này là gì vậy to. Cho chứ hửi nha. Cho chứ hửi cái nha. Ừ, hửi đi, hửi đi. Hửi đi thôi. Ê! Thiên lá lít, địa lá lít, tà ra cái cá sơ sò. Bà chức nói bánh tét làm bằng thịt chuột đó lúc đó sao mà dám mua. Trời ơi, anh dị hoài. Anh thương em, anh ủng hộ em một hai đòn cũng được mà anh. Thịt chuột mà sao ai ăn cũng thấy ngon nha anh. Bốn nhà nào cũng kêu hết à, đừng mua. Trời ơi. Đúng rồi chị Phương Nguyễn ơi. Anh Dậu ơi cho em số điện thoại gì chất. Thì chất có người cho tiền chất kìa xin số điện thoại chất chịu không. Dạ có số điện thoại anh gà được không. Cũng có biết xài đâu rồi số điện thoại. Ơi sau nay nhìn gì chất mặt mày bị sậm đen nha cả nhà. Sậm lên hả. Ờ sáng lại dùng lên nữa. Tay chất thì gãi ra máu luôn á mọi người ơi. Đó cài chất gãi ra máu luôn cả nhà. Mặt chất là giờ thâm đen là mọi người để ý đi nha. Thâm đen hai quần mắt nè. Ừ. Thâm má thâm đen nè, cầm thâm đen nè, cái thâm đen nè. Thì chắc muốn hết không? Chết. Mình lấy cái này là triệu chứng của báo thức tụ rồi chứ chắc ra đi rồi đó. Gán 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 nha, con cái gầm này nha chết. Chưa gầm tháng giêng nha, gán gán nha. Ôi, đi thẳng rồi. Đúng rồi chứ. Chở vào cảnh bệnh. Vì mét sinh ca. Mét sinh ca. Hết chết rồi mà vẫn còn bán bánh tét hả? Hả còn dạ. Hết rồi anh ơi. Tết thiếu quá mấy anh ơi. Em bán trước có 27 có là em nghỉ rồi. Bánh cái em ăn á, cả khen rất là nhiều. Mà vậy mà anh buộc ông, anh nói lần nào nói gì đây. Qua năm mới rồi, kêu bằng mẹ đi. Khỏi kêu gì nữa, mũi đẹp trời ơi. Kêu bằng gì đủ rồi nè, mấy. Cái này ơi. Là vì xã hội nha, chứ bằng mẹ. Mẹ là mệt lắm nha anh Quân ơi. Đó em chào 210 người đang xem nha. Thôi trước hát bài đi con gửi năm xị thiệt nè. Cái này là có một chị bên nước ngoài. Ba bài chưa tiền. Cái này mà thiệt nè, chị Phụng. Hát đi chứ. Thật tròn đêm nay để nhớ thương em. Vô, vô. Có nghe tình yêu nhắc nhở trong lòng. Ước gì mình nhà chung giấc. Ước gì nhà mình chung giấc. Hai đứa mình. Đâu có kịp rồi. Đâu. Má thì mắc dài 4 bạn nha. Qua Tết rồi còn bán gì anh còn. Hiện tại vẫn còn bán hạt rong biển với mít sấy nha cả nhà. Mít sấy thì sáng lại. Rong biển thì biển khô. Có hạt rong biển nữa hả. À,
mấy cái bịch hạt em bán hết chưa, còn hay còn ới? Dạ mấy bịch hạt em vẫn bán xuyên Tết nha, chỉ còn phải hộp hạt là em bán hết rồi. Bữa có một cô trang công ủng hộ em hết rồi, còn mấy cái bịch hạt em vẫn bán nha, hết là em lấy về đều đều nha. Anh chị thương em thì ủng hộ em nha, còn thương gì trước cái thương mọi người vẫn ủng hộ em nha cả nhà. Dì Sưng đâu rồi còn ơi, dì Sưng đi Mũi Né rồi, hôm qua dì Sưng lỡ vô một khúc sâu quá nên dì Sưng đi Mũi Né trong đêm rồi, xa, 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 đi xa rồi. Xa anh còn cho số điện thoại gì trước đi anh còn. Ê trời đâu kịp đâu, đó tiền cũng để đây, chết mẹ mày, bốn bản ở trong đó đó, tiền còn để đây nè, chứ làm không lại em đâu. Chả cá khi nào bán lại với anh, trời, trời em... ơi thịt trước em mua ăn. Em mua là anh bán à. Đó. Ơi. Má mày vừa phải đi nha con. Quan trọng rồi 500 nha cả nhà. Chả cá khi nào bán lại, bây giờ có bán nha. Con đi trốn nợ chưa về chứ ơi. Ôi chuẩn bị lại. Rồi anh con đi, Bảo nói anh Bảo nói đi trốn nợ kìa. Bảo ra đây đi, anh Bảo kỳ quá à. Nè, bây giờ chứ phải nói. Chị có mình cầm mà ăn quên à. À thì ra anh Bảo không ra đây là trốn đi xì. Tiền để đây nha cả nhà. Ai lẻ cay còn thôi đó, chào 211 người đang xem nha. Có gì em đặt 2kg rồi, cảm ơn Bích Ngọc nha, ủng hộ còn nha. Nha nha. Đủ mát cái rồi. Càng bản nó đây được rồi, đủ. Ờ, càng bản nó đi chứ. Thôi, bản rồi, bản nghe lửa xong bỏ được, trời ơi. Bích Ngọc có gì liên hệ anh nha, có gì anh gửi trả cá cho em nha. Thôi, em cảm ơn. Cá ơi, đừng mua. Thì chức nói sao cầu 500 này mấy hụt gì chức đó. Trả cá ăn sao? Chức. Trả cá ngon. Cả cá ngon. Trời ơi. Trời ơi. Còn 5 ngàn rồi, dớt cái 5 ngàn luôn. 5 ngàn của ơi. 5 ngàn bao luôn hả? Thôi lì xì lại con 50 đồ ông, lấy 500 lì xì 50 lại đồ ông. Hai tờ số rồi. Trời ơi, cảm ơn. Ôi đủ má, hai gần 4 tờ ra cũng cọp tao đó, cọp. Ờ đó này. Con nữa, thì chứ tặng hai cây sao. Con chưa? Mày với ông gần đủ má đâu. Không em đâu. Không có mà. Lấy nó lâu lại, anh lấy kìa. Rồi ok. Đủ quá mấy bài dịu quá, bỏ tiền bố. Có em ra quán gì xưng lấy ok nha. Đó còn mùng là còn Tết nha, anh Coni lương, anh trốn không được đâu. Anh có lương ra đây buồn quá. Cảm ơn chị Phụng đi, cái đó tiền của chị Phụng á. Cảm ơn chị Phụng, chúc chị Phụng mạnh giỏi, mua may băng đắc, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, tiền vô một tí. Ôi hay quá. Tiền ra một lạng. Tiền vô một. Má suối lạnh số nha. Ai suối, ai suối. Trời ơi. Có tiền là gì chứ, ca liền đúng không, hát bản tặng lại chị Phụng đi chứ. Hát bài cha 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 đi, nhúng nhúng đi. Cha cha cha, ma ly lấy chồng cha già. Vô. Buông em ra, còn đừng ôm bà già. Vậy. Anh Quỳnh là anh đẹp trai dễ thương. Vô. Thì anh trước chung tình. Này anh yêu ơi, hãy cho em nụ cười tuyệt vời. Anh cho em bao nhiêu điều cay đắng. Vô, vô. Anh cho em đừng mua chả cá thịt chuột. Trời ơi. Anh cho em say em cho em mời. Cá hú biển hồ đang 160. Lạc xưởng 220. Đó mọi người thấy tôm em. Tôm khô là 900. Đó mọi người thấy đáng không? Em gửi chức năm xị mày chức vợ kia em đừng có mua em. Đủ quá mày sao ơi bạn. Hai tận số rồi. Nếu gì thì nói gì chúc Văn thấy thương hơn bà cầm nhiều gì chứ. Bà cầm không tiền đang địa tiền gì chức kèn, cái nói gì cầm đang địa tiền gì chức kìa, có tiền là chức ca liền, đúng rồi. Chào 213 người đang xem nha. Quá mình nói ít coi, nói nhiều quá một chét nó đăng ở da nè. Rồi, bỏ ra máu luôn. Nó đăng già đâu á. Ờ giờ chức gãi cho ra hết nguyên cái bàn cái máu. Ôi. Đi là con gửi trăm năm xị nữa đi chức. Không. Nó chưa chù già. Ơi sao hôm nay lên hình nhìn chức tối quá trời. Ủa có bầm gì lắm hả? Ờ nhìn bắt con chức tối quá cả nhà. Dạ tại số này chứ cắt màn hình đen hết coi được. Ai nói gì nói lúc nào cũng yêu thương chức ok như Bích Ngọc. Trời ơi. Đen đâu đen, lùn què. Không đen. Đen. Có đen.
đen hết á. Ờ cái mặt này chất đen như ông địa vậy á. Nè đưa đây để bảo cho chị coi. Mặt đen vô công luôn. Ý là máu bầm á, máu nó tụ lên mặt cái gì chứ? Không bầm nó tụ á, nghĩa là sắp ra đi thải rồi đó. Chà, chà chứ hôm qua vô một khúc luôn, thử khách gì cầm về nhà cái khi nào hết like ra chơi ok như mập. Dễ gì mấy khúc này cầm phải xuất hiện nha. Chứ gây ít thôi, nhiễm trùng là mệt lắm á chứ. Chứ gãi ít thôi, dạ ok nè anh Vũ Nguyệt. Chẳng chói gì đi chết, chẳng chói trước đây. Ủa chết già dữ. Mặt bà coi thấy ghê. Bây giờ Bùi Lâm Bùi em có thể liên hệ gì chứ đi chứ giờ không biết cho số đâu có được đâu. Nắng đầu nắng còn bị nắng rồi. Tắm Vũng Tàu nên đen đỏ trời ơi chứ thiệt đó con nghĩ mình nghĩ là cái Vũng Tàu kính mai đi Vũng Tàu với Lâm rồi mà. Kính mai đi Vũng Tàu với Lâm mà giờ nghe chức ra ngoại cấm chắc còn nghĩ đi Vũng Tàu á cả nhà ơi. Trời ơi bao nhiêu cái xui để lại cái nước Vũng Tàu hết rồi. Kêu gì chức sữa tắm rửa tay với chân là hết ngứa à còn ok nha. Mua cái gì? Người ta kêu chức lấy khúc cẩy cẩy coi cẩy chân lại đi cho đỡ đen cho trắng lại trắng cái lùn què lùn có mình bị kiểu đường phải cẩn thận gì chức ơi. Dạ ok nhanh Vũ Nguyễn, cảm ơn Vũ Nguyễn bữa lì xì cho em 500.000 nha anh Vũ Nguyễn. Vì cảm ơn anh Lũ Nguyễn nha, còn 16 cờ vậy chú. Vì chức bị gan rồi toàn kêu vì chức lăn hột gà còn ngứa nữa đó còn. Trời ơi ta nói vì chức bị sơ gan cổ trướng nè, đụng gì trướng đói nha. Mộng cầm vì chức mộng cầm cây cú vì chức lắm đó, cại bà mộng cầm không đâm nói thôi gì ghim gì mộng cầm ghim vì chức khi nào mộng cầm có tiền rồi xử một vì chức một lần luôn đó. Thôi công chuyện luôn đó, chào 217 người đang xem. Chả cá thịt chuột mà cũng có người hỏi hoài gì. Xong hỏi. Mình bán bằng lương tâm mà chứ mình đâu có bán bằng lương tháng đâu. Mà có là dâu lớn mà nó trùng chỉ với cái chuột mà hồi nọ cũng mua nữa. Ừ. Tại vì cái sống bằng lương tâm chứ có sống bằng lương tháng. Mấy gì vậy? Còn con bán bánh két heo. Bụng bốn rồi người ta ăn không hết em ra. Mới vô năm xị thôi ôm luôn 36. Cấm nó luôn đi gì chức. Nè anh Vũ Nguyễn kêu chức ôm luôn 16 cấm nó đi. 26 cấm anh ơi, mua đại đi anh. Mua giùm bà chức đi. Tổng kết lì xì gì chức bao nhiêu sao cơ ra nghe bà chức nè, ca kêu chức sao cơ số tiền chức lãnh tiền lì xì nè. 3,2 triệu. Đó chức. Đó chức được lì xì 3,3 triệu trong khi năm nay còn lì xì được ít lắm chưa được 1 triệu nữa cả nhà. Nó chơi đỉ hoài tiền đâu đủ. Dì cầm cho con hỏi sao cứ like là dì cầm có mặt. Dì nói thiệt nha. Trời không có mặt sao có tiền đây anh Di Mập. Đúng không Huyền Chất? Di Mập ơi, ra đây chơi. Bỏ cái nát xuống chớp. Bỏ nát xuống chớp. Má này bỏ đăng đường nè. Chúc đại gia đình năm mới giúp tình dạng sư các cường rồi. Cảm ơn Quang Bách nha. Tới bào của Di Chất đang chết dừng dừng đó. Đúng rồi. Còn dễ thương chúc em mua hoa bán đất. Nhé thương Di Chất nhé. Dạo còn rồi ok nha anh Nguyễn Khánh, chị Nguyễn Khánh Linh ơi. Gãi cho nhẹ thôi, đừng có gãi mạnh quá. Ngứa quá, đụng quá, đừng gãi nhẹ. Đâu gãi không con gãi giùm cho. Thôi tay mày bốc lồn hôm qua. Biến mẹ rồi. Con gãi lấy chiếc nhẫn gãi cho. Quá quèo trọn tao á. Đụng má lấy hột chồng tao qua. Trời ơi. Quên gọi gọn chồng có anh. Đừng bóp nha bà. Còn nó que que. Đâu bóp đầu. Bóp đầu. Nè chứ bóp con này chứ. Sao cảm ơn em. Ê, 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 ê. Chiếc bỏ vô trong là bóp lẹ lắm, mù chứ chụp bóp lẹ. Mù mù chứ chụp bóp lẹ lắm hả? Rồi chào anh Tân Nguyễn nha, nãy giờ có khách nha, năm mới vui vẻ chưa anh? Hello anh Thanh Nguyễn nha, hello dạ. Hello anh Thanh Nguyễn nha. Em còn 16 cờ giấy số. 26 nó lộ 16. Đúng rồi anh Duy Mập ơi, kết năm nay gì chứ? Bán trúng và tiền lì xì và tiền mạnh quân cho và du cấp cho kiếm cỡ 30 triệu nha mọi người, đúng rồi nha. Vừa giải cho chị đi còn trời. Vừa bán mà vừa xuống biển luôn, ăn giác biển không à. Vừa bán mà vừa móc túi luôn mới được 30 triệu. Vừa bán vừa móc túi luôn. Mới được 30 triệu, giải cho chị đi. Rồi chị ra đây sẽ có gì cầm giải cho chị nha. Giải gì? Có người đòi giải con nè. Trời ơi là trời.
đứng chân con tết mình có chở con nào về cả gì không có con nào để đi chơi hết á con cặp ra nói bà cầm với bà chức nút lưỡi lại đi anh lì xì 200 đô cho số tài khoản anh chuyển qua cho còn giữ luôn ok nha dám nút lưỡi 200 đô chơi luôn đưa đây mấy phút đây anh 5 phút nha 5 phút à đi qua tiếng Mỹ vậy rồi nhận kèo bấu lưỡi 200 đô là 200 đô là tính ra là gần 5 triệu đó, đó cho cái gì chẳng 5 triệu thì 200 đô 48 đúng rồi là cho bà 5 triệu luôn á. Bốn triệu chín mấy á. À, người được 2,5 triệu đó, ok chưa? Chơi luôn. Rồi cảm ơn Quang Bách nha. Chơi luôn nha. Rồi. Chưa nha anh Thanh Nguyễn quán chưa mở nha cả nhà. Chuẩn bị đi. Bấu lưỡi đi. Đưa ta chuyển trước rồi. Ta chuyển rồi, con đang giữ. Rồi mắc giật. Nghe cứ cầu thì nó mắc giật lắm. Chứ nãy chiếc lấy 5 xị của ai rồi, chiếc nó mắc giật. Cảm ơn anh luôn. Chị luôn yêu thương gì chứ. Rồi ok Bích Ngọc nha. Bích Ngọc khi nào ra có inbox toàn nha. Chả cá còn có nha. Thật chó.